Có một vị hỏi là bây giờ con không có điều kiện để mà con xuất gia, mà bây giờ con ở nhà đó, con giữ tam quy ngũ giới rồi hành thiền ở nhà có được hay không? Rồi cái chuyện mà cái câu mà thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa đó, thì nó nên hiểu như thế nào? Thì nó như thế này nữa quý vị, bản thân cái việc mà thọ trì tam quy và ngũ giới nó khó lắm, nó không phải cái chuyện đơn giản. Một người tại gia mà giữ được năm giới đó là cái chuyện hết sức đáng tán dương, cho dù là quý vị có theo Phật hay không theo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đó gọi là con người là chúng ta gồm hai phần, phần con và phần người. Khi mà chúng ta sống bằng cái phần con nó nhiều đó, chúng ta sống theo bản năng. Nhưng mà cái phần người đó, mà chúng ta sống cho đúng nghĩa con người đó, thì chúng ta phải giữ được năm giới. Một người không giữ được năm giới là người sống theo bản năng. Mà người sống theo bản năng thì họ là một con người chưa đúng nghĩa. Vì vậy, cái việc giữ năm giới là việc hết sức khó khăn và một việc hết sức là đáng tán dương. Nhờ quý vị giữ được năm giới, quý vị là một con người, cho ra con người. Mà người mà không giữ được năm giới đó, mình hay dùng cái câu là cái gì, lòng người mặt người mà dạ thú, nói thì nó hơi hơi nặng, nhưng mà phải nói là mình là một con người chưa có hoàn hảo khi mà mình không giữ được năm giới. Và cho dù là quý vị giữ được năm giới đi chăng nữa, thì nó chỉ là cái sự khác biệt giữa con người và con vật. Mình là người giữ được năm giới thì mình sẽ khác con vật. Còn khi mình không giữ được năm giới, mình cứ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình không khác con vật ở chỗ nào hết. Nhớ như vậy. Cho nên ấy, cái năm giới đó là cái sự phân biệt, cái ranh giới giữa con người và con vật. Còn tam quy là ranh giới giữa phàm và thánh. Chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, mà chúng ta không hiểu Phật, chúng ta không tin Phật đúng như ý nghĩa. Nãy giờ khi mà sư nói về Tam Bảo, sư nói về Phật, về Pháp, về Tăng, có bao nhiêu người trong số chúng ta khi mà lạy Phật, tin được Phật, tin vào những cái hạnh lành của Phật, hiểu vì sao mà mình lạy Phật, nương tựa vào Phật, hiểu tại sao mình nương tựa Phật, hay là khi mà mình gặp những cái khó khăn, những cái bất trắc trong cuộc sống, những cái tình trạng hiểm nghèo mà tưởng như là chúng ta có thể vứt bỏ tánh mạng, thì chúng ta lại nương nhờ vào một cái vị khác, một cái vị thần nào khác, hoặc chúng ta tụng một cái bài chú nào khác mà chúng ta không nương tựa đến Phật. Chúng ta đã hiểu gì về Phật không chứ? Cho nên tin Phật một cách đúng nghĩa để có được niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi Pháp, niềm tin nơi chánh, nơi Thánh Tăng. Có được cái niềm tin đó một cách đúng đắn là quý vị đã có thể chứng được đạo quả tu đầu quần, có nghĩa là đạo sơ quả. Vì vậy năm giới, một người ở một cái tôn giáo khác họ cũng có thể làm được, nhưng mà có được tam quy là một cái chuyện khó vô cùng. Có tam quy ở đây không có nghĩa là quý vị cứ đến chùa quý vị xin tam quy ngũ giới rồi sư phụ đọc sao quý vị đọc y chang như vậy, chưa đúng nghĩa, chưa đúng cái ý nghĩa tam quy. Đúng cái ý nghĩa tam quy để ta hiểu được tại sao mà chúng ta quy y Phật. Nhờ như vậy thì cái sự tam quy nó mới trở thành cái ranh giới giữa thánh và phàm. Như vậy dù là quý vị là người tại gia cư sĩ mà quý vị giữ được tam quy và ngũ giới, nó là cái chuyện hết sức đáng để tán dương, không hề dễ chút nào đó. Sư phải nói không hề dễ chút nào. Cho nên trong kinh có cái mô tả là con voi đó, khi mà xuống dưới nước, một cái con voi lớn khi nó xuống dưới nước thì nó có thể ăn ngó sen, nó có thể tắm nước sen, nó có thể chơi với ao sen, nó làm được rất nhiều việc khi nó xuống một cái hồ sen. Nhưng con thỏ không làm được chuyện đó.
Con thỏ mà nó nhảy xuống nước là nó chết liền. Con thỏ nó không biết bơi. Một số cái clip mà quý vị thấy ở trên mạng mà nói là con thỏ mình ở dưới nước ấy, mà quý vị thấy là nó nổi được ở trên mặt nước, thì những cái nhà mà động vật học họ nói là đó là cái trường hợp là giả chết. Có nghĩa là nó điếng người mà nó ngất xỉu, nó chết giả luôn ấy. Chứ con thỏ mà một khi nó xuống nước là nó sẽ chết. Vì vậy đó, trong cái việc tu tập, mình phải hiểu mình là con voi hay là con thỏ. Có nhiều lúc ấy, mình nghĩ là mình giữ được tam quy và ngũ giới tại gia là quá tốt rồi. Đương nhiên quý vị làm được thì quá tốt. Nhưng mà bao nhiêu người trong số quý vị là làm được chuyện đó? Khó. Tự hỏi là mình là con voi hay là con thỏ. Năm giới mình có giữ tròn hay chưa? Khó thì không dễ. Cho nên ấy, sư chỉ đúc kết một câu là yếu được cái ra gió. Còn khi mà mình xuất gia đó, phải nói là cho dù mà mình có dễ vui thì cơ bản là cũng giữ được năm giới. Cho dù một vị tỳ kheo mà không giữ được 227 giới thì ít nhất vị đó cũng giữ được năm giới. Và ít nhất cũng giữ được 8 giới. Có nghĩa là sao? Có sự khác biệt là gì? Không có dâm dục. Nội cái chuyện không dâm dục thôi đó là nó đã là cái ranh giới giữa phạm thiên và chư thiên cõi dục. Khó. Cho nên khi mà xuất gia ở chùa thì nó là điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để cho quý vị tu tập. Còn nếu như không được thì tại gia cũng không sao. Nhưng mà làm người Phật tử tại gia thì quý vị phải lường trước được những cái khó khăn mà quý vị sẽ đó. Cho nên sư vẫn khuyến khích mọi người đi tu. Và nhớ về chùa Nam Tông thì nó cũng hơi thiếu người. Cho nên nếu như mà quý vị mà có cái ý định mà xuất gia đó thì thôi ưu tiên chùa. Sư không có sợ mà quý vị đi xuất gia và không ai hộ độ hết. Nhưng mà đó, thôi thì xuất gia thì tu ở đâu cũng tu, thôi tu ở đây đi, phụ sư một tiếng, phụ sư một tay, để mà trong cái việc mà hoằng pháp nó cũng đỡ nhẹ gánh tí xíu. Đó là như vậy.